Nga tuyên bố ngăn chặn hơn 90.000 cuộc tấn công mạng nhằm vào cuộc bầu cử. Phòng tuyến Tây Abdiivka của Ukraine đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Nga tuyên bố hạ 300 binh sĩ Ukraine chỉ bằng một quả bom chân không. Nga tuyên bố đẩy lùi thêm nhóm tay súng xâm nhập, phá hoại biên giới. Đế chế dầu lửa Nga bị đe dọa bởi máy bay không người lái Ukraine. Italy cảnh báo nguy cơ Thế chiến 3 nếu NATO đưa quân tới Ukraine. Ngày 16 tháng 3, tại Hội nghị Ủy ban Bầu cử Trung ương CEC, Phó Chủ tịch cấp cao về an ninh thông tin của Rostelecom kiêm Giám đốc Công ty Năng lượng Mặt trời, ông Igor Lapunov cho biết Nga đã chặn hơn hàng chục nghìn cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ à tầng phục vụ bầu cử trong ngày đầu bỏ phiếu. Ông nói, Chúng tôi ghi nhận hơn 90.000 cuộc tấn công mạng nhằm vào các trang web bầu cử, cơ sở hạ à tầng của Ủy ban Bầu cử Trung ương CEC trang web bỏ phiếu trực tuyến và cổng dịch vụ công Gosuslugi. Lugi. Đây là con số lớn, cao gấp 8 lần so với cuộc tấn công mạng trong ngày bỏ phiếu năm ngoái. Tất cả các cuộc tấn công đều đã bị ngăn chặn. Theo ông Lapunov, qua truy vết, cơ quan chức năng xác định địa chỉ IP máy chủ thực hiện các cuộc tấn công được đặt ở Ukraine, Tây Âu và Mỹ. Ông Lapunov cho biết, dựa trên đánh giá, chúng tôi có thể xác định các nhóm tin tặc thực hiện các vụ việc này rất chuyên nghiệp. Trước đó, ngày 15 tháng 3, RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định moscow sẽ có biện pháp đáp trả các cuộc tấn công từ ukraine vào nhiều vùng biên giới ông cũng nhấn mạnh các hành động này là phá hoại quá trình bầu cử tổng thống đang diễn ra ở nga tuyên bố trên được đưa ra trong buổi gặp gỡ với các thành viên thường trực của hội đồng an ninh quốc gia nga ông putin đã lên án những nỗ lực của kiev nhằm phá hoại quá trình bầu cử và tuyên bố sẽ đáp trả lại các cuộc tấn công Ông chủ điện Kremlin cáo buộc rằng Kiev đã lên kế hoạch cho các hoạt động này từ trước nhằm gây gián đoạn của bầu cử ở Nga bằng cách tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh vào cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như việc xâm nhập vào lãnh thổ nước này. Tổng thống Nga lên án hành động của Kiev là không hiệu quả quân sự và vi phạm quy tắc quốc tế. Trong khi đó, ngày 16 tháng 3, hãng thông tấn TASS dẫn bài đăng trên Telegram của đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Hãy để tôi chỉ ra rằng những nỗ lực của đối phương không thể phá hủy cuộc bầu cử tổng thống Nga đang diễn ra rất thành công và tích cực trên khắp đất nước cũng như ở nước ngoài. Đại sứ Antonov tuyên bố ngày 17 tháng 3, các nhà ngoại giao Nga tại các thành phố như Washington, New York và Houston sẽ không chỉ thực hiện quyền hiến định của mình mà còn sử dụng mọi biện pháp để đảm bảo công dân Nga có thể tham gia bầu cử trong một môi trường yên ổn, an toàn và đảm bảo lựa chọn quan trọng của họ ông antonov cũng nhấn mạnh washington đã dành nhiều công sức và nỗ lực vô ích để can thiệp vào cuộc bầu cử của nga ông khẳng định cuộc bỏ phiếu vẫn chưa kết thúc tuy nhiên các nhà chức trách mỹ đã đe dọa không công nhận kết quả bầu cử thể hiện ý chí của người dân nga cũng như đe dọa sẽ áp dụng các hành động trừng phạt với các quan sát viên trước đó ông antonov cũng yêu cầu mỹ đảm bảo an ninh cho phái bộ ngoại giao moscow trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống nga đặc biệt là trong bối cảnh có những sự khiêu khích liên tục Cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, với sự áp dụng lần đầu tiên hình thức bỏ phiếu trực tuyến từ xa, thu hút 4,76 triệu người đăng ký. Tại nước Nga, có 112,3 triệu người có quyền bầu cử, trong khi ở nước ngoài có 1,9 triệu người. Ngoài ra, còn có 12.000 người ở Baikonur, cơ sở phóng tàu vũ trụ mà Nga thuê ở Kazakhstan. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố những con số nước này phân tích về lính nước ngoài đang chiến đấu trong quân đội Ukraine để chống lại Moscow đồng thời phân loại số lính đã thiệt mạng trên chiến trường Ukraine theo quốc gia của họ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hiện tại có hơn 13.000 lính nước ngoài đã tham gia cuộc xung đột ở Ukraine để hỗ trợ Kiev, với số người thiệt mạng được xác nhận là hàng nghìn người. Ngày 15 tháng 3, đăng tải trên Telegram, Đại sứ quán Nga tại Jakarta cũng đưa ra cáo buộc binh sĩ Indonesia hiện đang chiến đấu cho quân đội Ukraine. Theo đó, trong một bảng đính kèm tuyên bố của Đại sứ quán Nga, 10 lính nước ngoài Indonesia được liệt kê đang chiến đấu cho Ukraine và bốn trong số họ được cho là đã tử trận. Đáp lại những cáo buộc của Nga, đại sứ Ukraine tại Indonesia, Vasin Hamianin, đã ngay lập tức bác bỏ việc ký hép thuê chiến binh nước ngoài chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga. Trang tin Pena News dẫn lời đại sứ Hamianin nói, Có bằng chứng nào không? Nếu không thì mọi người đều biết rằng người Nga nói dối và đang khiêu khích. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, Lalu Mohammad Iban, cũng khẳng định thông tin của Nga cần được xác minh và tuyên bố với các phóng viên rằng hãy hỏi Nga về các bằng chứng mà họ có. Chuyên gia quan hệ quốc tế làm việc tại Đại học Badi Adiran ở Bandung, ông Teuku Reza bình luận rằng Nga nên cung cấp thông tin chi tiết về cáo buộc của họ. Ông Reza bình luận, họ phải cung cấp bằng chứng rõ ràng như danh tính hoặc ít nhất là ảnh để chính phủ của chúng tôi có thể nhận dạng họ, những người bị cáo buộc là binh lính Indonesia. Vào tháng 6 năm 2022, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến thăm Ukraine và Nga như một phần trong sứ mệnh hòa bình nhằm cố gắng chấm dứt tình trạng thù địch giữa hai quốc gia láng giềng vốn nằm trong số những vựa lương thực hàng đầu thế giới. Ông Jokowi khi đó cũng cho biết chuyến đi của ông đồng thời nhằm mục đích ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực. Indonesia khi đó giữ chức chủ tịch luân phiên của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong chuyến đi của mình, ông đã gặp tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev, sau đó tới Moscow để thảo luận với tổng thống Nga Vladimir Putin. Mới đây, trong một bài báo cáo đánh giá về cuộc xung đột nga ukraine trong suốt 2 năm qua, phái đoàn giám sát nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết, tính đến nay, xung đột đã khiến hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng và bị thương. Bài báo cáo nói rằng, hàng triệu người trên khắp đất nước Ukraine đã mất nhà cửa, buộc phải chạy trốn hoặc phải chịu đựng những khó khăn khác do không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản vì cuộc xung đột. Cuộc chiến đã gây thiệt hại và phá hủy hàng trăm cơ sở y tế và giáo dục. Ngày 16 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã đẩy lùi những đợt tấn công và nỗ lực xâm nhập, phá hoại của nhóm tay súng từ Ukraina, tiến theo hướng Espodo và Kozinka thuộc tỉnh Bengorod, cũng như từ làng Bobovka ở phía bên kia biên giới. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn: "Đối phương mất 30 người, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, một tổ hợp pháo phản lực RM-70 Vampire và một tổ hợp BM-21 Grad." Cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại cảnh nhóm tay súng từ Ukraine cố gắng xâm nhập làng Kuzinka. Video cũng cho thấy ngôi nhà nơi các tay súng ẩn náu chống đòn tập kích của Nga, cùng ít nhất một xe tăng mắc kẹt dưới hố. Hai tỉnh biên giới Benkorod và Kurt gần đây ghi nhận những vụ tấn công từ dân quân thân Ukraine, trong đó có nhóm quân đoàn tự do Nga FRL. Nga tuyên bố đẩy lùi các đợt xâm nhập, khiến đối phương chịu tổn thất hơn 1.500 tay súng và mất nhiều xe tăng, thiết giáp. FRL và các nhóm dân quân thân Ukraina khác kêu gọi lính Nga tại Benkorod và Kurt, đồng thời yêu cầu dân địa phương sơ tán ngay lập tức. Đại diện FRL tuyên bố, mục tiêu của nhóm là tiến về Moscow và mở chiến dịch tấn công chung thời điểm Nga tổ chức bầu cử tổng thống để gây gián đoạn hoạt động bỏ phiếu ở địa phương. Ukraine nhiều lần khẳng định các nhóm dân quân như FRL tự mở đợt tấn công lãnh thổ Nga, không hoạt động theo lệnh của Kiev. Nhận định điều này cho thấy Nga không kiểm soát được tình hình trong nước. Cũng trong ngày 16 tháng 3, tỉnh trưởng Benkorod, ông Vyacheslav Gladkov thông báo phòng không Nga đã hạ 8 tên lửa của Ukraine phóng nhằm vào tỉnh này. Vụ tập kích khiến hai người thiệt mạng, một cậu bé bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Vladkov cho biết các trường học và trung tâm mua sắm ở thành phố Benkorod cùng khu vực lân cận sẽ đóng cửa trong những ngày tới. Đây là lần thứ hai giới chức tỉnh Benkorod đưa ra quyết định này. Trước đó hôm 12 tháng 3, quân đội cùng lực lượng biên phòng Nga đã đẩy lùi nỗ lực xâm nhập hai bang biên giới Benkorod và Kurt của một nhóm phá hoại Ukraine và hạ gục ít nhất 234 tay súng. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, đối thủ đã thiệt hại 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và 2 xe bọc thép chở quân. Biên giới quốc gia không bị xâm phạm. Quân đội Nga đã triển khai lượng lớn tiêm kích, trực thăng vũ trang và pháo binh để tập kích đội hình đối phương. Theo các chuyên gia phương Tây, những vụ pháo kích và xâm nhập lãnh thổ buộc Nga phải phân tán lực lượng để đối phó. Điều này cũng khiến an ninh biên giới của Nga bị suy yếu, buộc họ tốn thêm nguồn lực để vá lỗ hồng. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định, những nỗ lực tập kích qua biên giới bất thành có thể mang lại lợi thế cho Nga trên mặt trận thông tin, giúp công chúng nước này đoàn kết và ủng hộ chính quyền. Ngày 16 tháng 3, Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một cuộc họp rằng có tới 300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công chính xác bằng bom chân không do lực lượng Nga tiến hành. Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải video cho thấy quá trình lực lượng nước này phóng bom nhiệt áp ODAB-1500 nhằm vào đơn vị của Ukraine. Trong khi đó, người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Andriy Yusov nói với CNN rằng tuyên bố của phía Nga là hoàn toàn sai sự thật và phục vụ mục đích tuyên truyền cũng như thông tin từ phía Nga về việc hạ gục 1.500 binh sĩ Ukraine ở tỉnh Kursk và Belgorod ngày hôm qua. CNN cho biết họ không thể xác minh độc lập các con số và chưa có bình luận ngay lập tức từ Ukraine Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Alexei Kim không cho biết nơi cuộc tấn công diễn ra, nhưng mô tả địa điểm diễn ra cuộc tấn công là điểm triển khai của lực lượng Kraken, theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine. Theo CNN, trong tuyên bố trên, Đại tướng Alexei Kim đang đề cập đến một đơn vị đặc biệt của tình báo quốc phòng Ukraine các chi tiết về cuộc tấn công được tiết lộ trong cuộc họp tại trụ sở của nhóm lực lượng hỗn hợp, nơi Đại tướng Shogun nghe báo cáo từ các chỉ huy về tình hình hiện tại trong khu vực hoạt động quân sự, cụm từ Nga dùng để nói về cuộc chiến ở Ukraine. Đại tướng Alexei Kim cũng không đề cập đến thời điểm cuộc tấn công diễn ra, nhưng lưu ý rằng chỉ riêng trong tuần qua, nhờ hoạt động hiệu quả của các hệ thống trinh sát và tấn công, ba tàu hợp Patriot của Mỹ, một bệ phóng tên lửa đa nòng Vampire, hơn 10 tên lửa do nước ngoài sản xuất, cũng như nhiều hệ thống pháo binh, kho nhiên liệu và đạn dược đã bị phá hủy. Bộ quốc phòng nga cho biết, tướng Kim cũng báo cáo với đại tướng Chogu trong cuộc họp rằng Ukraine đang chịu tổn thất đáng kể cả về thiết bị và nhân lực khi nga sử dụng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái để tấn công. Bom chân không hay vũ khí nhiệt áp là loại vũ khí quân sự nguy hiểm có sức sát thương lớn và hoạt động theo hai giai đoạn. Theo đó, ở giai đoạn 1 bom giải phóng một đám mây lớn vật liệu dễ cháy thường là nhiên liệu hoặc các hạt kim loại nhỏ như nhôm. Tiếp đến giai đoạn 2, một vụ nổ được kích hoạt để đốt cháy các vật liệu này nhằm tạo ra một quả cầu lửa cực lớn và một làn sóng xung kích phá hủy mọi thứ trong tầm sát thương của bom. Hiệu ứng này có thể bắt gặp một cách tương tự ở các vụ nổ tự nhiên, đôi khi xảy ra ở các mỏ than hoặc nhà máy bột, nơi các hạt dễ cháy phân tán trong không khí, rồi bắt lửa và tạo thành những vụ nổ lớn. Vũ khí nhiệt áp còn được gọi là bom chân không vì vụ nổ hút hết khí oxy xung quanh một khu vực nhất định. Quá trình này khiến các nạn nhân gần vụ nổ không thể hô hấp, dần dần sẽ ngạt thở và mất mạng. Tác động của bom chân không mạnh hơn và có sức hủy diệt lớn hơn nhiều so với các loại bom, mìn thông thường. Vụ nổ kích hoạt từ vũ khí này cũng được kéo dài hơn và xảy ra ở nhiệt độ cao hơn. Kết quả này cho phép chúng tàn phá ở những vùng đất rộng lớn, phá hủy các tòa nhà. Các vật liệu được sử dụng bên trong bom chân không cũng thường có độc tính cao và có thể xếp ngang với mức độ nguy hiểm với vũ khí sinh học. Dẫu vậy, vũ khí nhiệt áp không được coi là hiệu quả đối với các mục tiêu được bọc thép dày như xe tăng hay hầm trú ẩn quân sự. Theo các tài liệu được ghi lại, chúng là vũ khí được thiết kế để phá hủy cơ sở hạ tầng trên mặt đất, bộ binh và dân thường. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng Việc NATO triển khai binh lính tới Ukraine có thể gây ra xung đột toàn cầu, mở ra một cuộc thế chiến mới. Ông Tajani đã khẳng định rằng Italy không có kế hoạch đưa quân vào để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm với Nga. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh, tôi nghĩ rằng quân đội NATO không nên vào Ukraine, đó sẽ là một sai lầm. Chúng ta cần giúp Ukraine tự vệ, nhưng việc đưa quân vào nước này để tiến hành cuộc chiến chống lại Nga đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra thế chiến ba. Khi được hỏi về việc một số quốc gia NATO khác có thể gửi quân đến để hỗ trợ Kiev, ông chia sẻ không mong điều đó sẽ không xảy ra. Ông Tajani đưa ra cảnh báo này sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa đề cập đến việc gửi binh sĩ phương Tây tới Ukraine trong một cuộc phỏng vấn mới với các đài truyền hình TF2 và France 2. Ông Macron mô tả Nga là đối thủ của Pháp và nhấn mạnh rằng Paris không có ý định khai chiến với Nga, chỉ muốn ủng hộ Kiev trong xung đột. Về việc triển khai quân tới Ukraine, ông từ chối cung cấp thông tin cụ thể với mong muốn duy trì một sự mơ hồ về mặt chiến lược. Nhiều thành viên NATO đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Macron, trong đó phần lớn các nước cam kết không can dự vào Ukraine. Thay vào đó, đề nghị khối nên tập trung hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev. Trước đó, Tổng thư ký NATO đã tuyên bố liên minh không có kế hoạch triển khai quân tới Ukraine và NATO sẽ không tham gia cuộc xung đột và các đồng minh của NATO cũng vậy. Ông Stoltenberg nói rằng ngay cả khi các quốc gia NATO riêng lẻ gửi quân tới Ukraine. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ NATO vì các thành viên của liên minh này bị ràng buộc bởi một hiệp ước phòng thủ tập thể. Ngày 16 tháng 3, chính quyền tỉnh Samara của Nga thông báo hai nhà máy lọc dầu ở tỉnh này đã bị tấn công bởi máy bay không người lái, gây ra hỏa hoạn kinh hoàng mặc dù không có thương vong. Vụ tấn công được cho là xảy ra vào lúc 6 giờ sáng theo giờ địa phương. Máy bay không người lái đầu tiên đã tấn công cơ sở của một nhà máy lọc dầu ở Syran, khiến cho một đám cháy bùng lên tại đó. Đám cháy đã lan ra trên diện tích khoảng 500 m vuông. Trong khi đó, một số máy bay không người lái khác đã tấn công nhà máy lọc dầu Novo Kuybyshev. Đám cháy cũng bắt đầu bùng phát nhưng đã được dập tắt sau khoảng nửa giờ. Các nhà chức trách mô tả sự kiện này là một âm mưu tấn công và thông báo rằng họ đã đẩy lùi cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Novo Kuybyshev. Ngoài ra, một nhà máy lọc dầu ở Lipet Oplac cũng bị tấn công bởi máy bay không người lái. Mảnh vỡ của hai chiếc UAV phát nổ được phát hiện tại trạm Stanovaya, một phần của đường ống dẫn dầu The rút Những ngày qua, giá dầu thô đã trở nên leo thang sau khi các máy bay không người lái của Ukraine liên tiếp tấn công nhiều cơ sở lọc dầu của Nga. Trước đó, Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào hàng loạt cơ sở quan trọng tại Rizan, phía đông nam của Moscow, khu vực Rostov, gần biên giới Ukraine, Nikni Novgorod, cách thủ đô hơn 300 dặm về phía đông, thành phố Kursi gần Saint Petersburg và Pervizavod, cách Moscow khoảng 100 dặm về phía Tây. Ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga đã thể hiện sự kiên cường qua hai năm xung đột, với việc xuất khẩu dầu lửa tăng mạnh đến Trung Quốc và Ấn Độ, dù có sự giới hạn về giá và các biện pháp trừng phạt từ phía phương Tây, dầu thô của Nga vẫn không ngừng lưu thông, khiến cho Kiev cảm thấy thất vọng và hiện Ukraine dường như đang cố gắng tự giải quyết vấn đề này. Tầm quan trọng chiến lược của các mục tiêu trong những ngày qua là rất lớn. Nhà máy lọc dầu Norsi gần Nizhny Novgorod thuộc sở hữu của Lukoil và lọc khoảng 15,8 triệu tấn dầu thô của Nga hàng năm, tương đương khoảng 317.000 thùng mỗi ngày. Con số này chiếm gần 6% tổng số quốc gia. Reuters đưa tin trích dẫn các nguồn tin trong ngành. Cơ sở này cũng sản xuất khoảng 4,9 triệu tấn xăng, chiếm 11% tổng sản lượng của Nga, 6,4% nhiên liệu diesel, 5,6% dầu mazut và 7,4% nhiên liệu hàng không của đất nước. Reuters đưa tin rằng ít nhất một nửa sản lượng của nhà máy lọc dầu đã bị mất do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 12 tháng 3. Tại Kyrgyzstan, chính quyền địa phương đã thông báo một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trước khi gây ra thiệt hại. Nhà máy lọc dầu ở đây là một trong hai nhà máy lọc dầu hàng đầu ở Nga, xử lý khoảng 17,7 triệu tấn hàng năm, tương đương 355.000 thùng mỗi ngày, chiếm 6,4% tổng sản lượng. Các mục tiêu đã làm rõ sự thành công của Ukraine trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga và thể hiện sự tiến triển của các nền tảng UAV được sử dụng trong chiến dịch tấn công tầm xa của họ. Tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Mikhailo Fedorov đã nói với Reuters rằng Ukraine đang sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái có khả năng tấn công các mục tiêu ở 300, 500, 700 và 1.000 km. Các nhà phát triển UAV của Ukraine hiện đang tiến hành nghiên cứu một loại phương tiện có thể bay được 2.500 km với kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động đến 3.000 km. Trong mùa hè năm ngoái, Fedorov cho biết với Newsweek rằng Ukraine đang trên đà trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất máy bay không người lái. Về lý thuyết, các tiến bộ như vậy có thể đưa các nhà máy lọc dầu lớn ở xa như Oms và Tobolsk, cả hai đều ở khu vực Siberia, phía đông dãy núi Uran, vào phạm vi tấn công. CNBC đưa tin trong tuần này dẫn lời chủ tịch của Lippon, Oil Associates, Andy Lippon cho biết chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong năm nay đã tấn công các cơ sở chiếm 25% tổng công suất lọc dầu của Nga, đạt 6,8 triệu thùng mỗi ngày. Ông Lippon cho biết khoảng 50% công suất lọc dầu của Nga đang nằm trong phạm vi hoạt động của máy bay không người lái của Kiev. Trong khi đó, chuyên gia Sergei Vakulenko từ trung tâm Á-Âu Carnegie Nga lưu ý Chiến dịch hiện tại của Ukraine đã khiến 18 nhà máy lọc dầu của Nga với tổng công suất 3,5 triệu thùng mỗi ngày, chiếm hơn một nửa tổng công suất của Nga nằm trong phạm vi tấn công. Chuyên gia Vakulenko cũng cho biết rằng, Moscow sẽ phải tìm cách sửa chữa các cơ sở bị hư hại của họ một cách nhanh chóng. Tuy nhiên điều này không dễ dàng bởi dù họ có nhiều linh kiện trong nước, nhưng họ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường quốc tế hơn Ukraine. Chuyên gia Vakulenko nói, nếu chúng ta chứng kiến sự khởi đầu của một làn sóng tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở miền Tây nước Nga, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù thế nào đi nữa, khả năng phục hồi và sự khéo léo của Nga có vẻ sẽ bị thử thách nghiêm trọng. Trong bài phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga hôm ngày 15 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Ukraine sẽ bị trừng phạt vì nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử ở Nga bằng cách pháo kích các mục tiêu dân sự. Ông Putin nói, để làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa người dân Nga, ít nhất ở khu vực biên giới, chính quyền Kiev đang tìm cách thực hiện các cuộc tấn công vào các khu định cư ở Nga. Tổng thống Putin cảnh báo những cuộc tấn công này của đối phương sẽ bị trừng phạt. Cảnh báo của ông chủ Điện Kremlin được đưa ra cùng ngày Nga tổ chức bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống. Ông Putin được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua tổng thống Nga năm nay. Ông Putin cho biết 95% số đạn pháo và tên lửa của Ukraine trong đợt tấn công vào vùng biên lần này đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng một số tên lửa và đạn pháo đã vượt qua các hệ thống phòng không và gây thương vong cho dân thường Nga. Theo nhà lãnh đạo Nga, lực lượng ủy nhiệm vũ trang của Ukraine đã tiến hành 4 cuộc tấn công vào khu vực Bengorod và một cuộc tấn công vào khu vực Kurt với số lượng khoảng 2.500 quân. Ông cho biết lực lượng Ukraine đã triển khai 35 xe tăng và 40 xe bọc thép trong chiến dịch tấn công. Ông Putin xác nhận khoảng 60% binh sĩ được Ukraine hậu thuẫn đã thiệt mạng và một nửa số xe bọc thép của lực lượng này bị mất. Tổng thống Putin nói, tôi chắc chắn người dân của chúng tôi, người dân Nga, sẽ đáp trả điều này với tinh thần đoàn kết cao hơn nữa. Họ đã quyết định đe dọa ai, người dân Nga sao? Ông Putin cho rằng sự leo thang này của Ukraine cũng có thể là một cách để Kiev quảng bá hình ảnh, để cho công chúng Ukraine và những nước phương Tây ủng hộ Kiev thấy một số bước tiến quân sự. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng, về việc cố gắng đe dọa người dân Nga, giới lãnh đạo Ukraine sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu như vậy, và người dân nước này chỉ phản ứng với những hành động như vậy bằng cách củng cố hơn nữa. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 3 cáo buộc Ukraine đã mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga ở vùng Benkorod và Kurt từ ngày 12 đến 14 tháng 3. Nga tuyên bố, binh sĩ nước này từ lực lượng Zapat và Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã ngăn chặn mọi nỗ lực của Ukraine nhằm xâm nhập vào lãnh thổ vùng Benkorod và Kurt của Nga đồng thời đẩy lùi mọi cuộc tấn công của các đơn vị quân đội Ukraina. Trong khi đó cùng ngày, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga sẽ nhận được đòn phản ứng tương xứng từ lực lượng Ukraina sau cuộc tấn công tàn bạo vào Odessa. Các quan chức Ukraina cho biết, đây là cuộc tấn công nguy hiểm nhất của Moscow trong nhiều tuần qua, khi Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Odessa đã bị máy bay không người lái và tên lửa của Nga tấn công gần như mỗi ngày trong tháng này. Sau gần 25 năm lãnh đạo, ông Putin đã đưa nước Nga thoát khỏi tình trạng khó khăn, thay đổi về mọi mặt nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức. Ngày 31 tháng 12 năm 1999, ông Boris Yeltsin đã gây bất ngờ khi tuyên bố từ chức tổng thống Nga trong bài phát biểu trên truyền hình. Tôi xin từ chức, tôi đã làm mọi việc có thể, một thế hệ mới đang đến, họ có thể làm nhiều hơn, tốt hơn. Đêm cùng ngày, ông Vladimir Putin, thế hệ mới mà ông Yeltsin nhắc đến đã xuất hiện trước công chúng, đưa ra thông điệp năm mới đầu tiên trước khi bắt đầu lãnh đạo đất nước. Thời điểm đó, ông Putin đã được ông Yeltsin đề bạt từ Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga lên làm Thủ tướng hồi tháng 8 năm 1999 và chưa có nhiều tiếng tăm trên chính trường. Ông Putin phát biểu với tư cách là quyền Tổng thống Nga rằng, giấc mơ thường trở thành hiện thực vào đêm giao thừa. Đặc biệt là giao thừa năm nay, tôi tin những giấc mơ tốt đẹp của chúng ta chắc chắn sẽ thành hiện thực. Ông Putin được ông Yeltsin trao trọng trách trong bối cảnh nước Nga trải qua nhiều xáo trộn sau khi Liên Xô tan rã cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 và xung đột Chechnya lần thứ nhất năm 1994 đến năm 1996. Sau hàng loạt vụ đánh bom khủng bố diễn ra trên toàn quốc, ông Putin quyết định mở chiến dịch tấn công phiến quân Chechnya, mở màn xung đột Chechnya lần thứ hai. Tháng 2 năm 2000, quân đội Nga tiến vào thủ đô Grozny của Cộng hòa Chechnya. Vài ngày trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra, ông Putin đã trèo vào buồng lái tiêm kích Su-27 cùng phi công bay qua vùng chiến sự thẳng tới Grozny. Hình ảnh một lãnh đạo cứng rắn trên chiến trường đã khiến danh tiếng của Putin gia tăng, giúp ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 26 tháng 3 năm 2000. Trước khi bắt đầu nhiệm kỳ lãnh đạo đầu tiên, ông Putin phát biểu Vẫn còn quá sớm để xóa bỏ tư cách cường quốc của Nga, tôi sẽ đưa nước Nga trở lại vũ đài thế giới. Sau gần 25 năm ông Putin lãnh đạo dưới vai trò Tổng thống hoặc Thủ tướng, nước Nga đã chứng kiến nhiều thay đổi trên các lĩnh vực, từ vị thế trên trường quốc tế đến kinh tế và đời sống người dân. Về mặt kinh tế, trước khi ông Putin nắm quyền, Nga ghi nhận tăng trưởng GDP âm suốt gần thập kỷ. Chính phủ luôn trong tình trạng khủng hoảng ngân sách và chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong GDP toàn cầu. Năm 2000, ông Putin đã triển khai kế hoạch GREP, chương trình phát triển kinh tế xã hội cho Liên bang Nga giai đoạn 2000-2010, đặt tên theo Bộ trưởng Kinh tế Herman Greb. Nga hưởng lợi khi giá dầu phục hồi sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Nguồn thu ngoại tệ dồi dào giúp tái thiết Nga dễ dàng hơn và ông Putin không phung phí nguồn lực này. Trong thời kỳ ông Putin nắm quyền, tỷ trọng của Nga trong kinh tế toàn cầu tăng từ 2% lên khoảng 4%. Trong 10 năm kể từ năm 1999 đến năm 2008, GDP Nga tăng 94% và GDP bình quân đầu người tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã chặn đà tăng trưởng của Nga. Nga ghi nhận tăng trưởng âm năm 2009, dần phục hồi rồi bắt đầu tăng trưởng y ạch từ năm 2013. Dù ông Putin cam kết sẽ nhanh chóng đưa nền kinh tế Nga phát triển trở lại, việc chính phủ của ông cũng không có bất kỳ cải cách nào lớn khiến tình trạng trì trệ kéo dài suốt nhiều năm sau. Từ sau sự kiện Nga sắp nhập bán đảo Crimea ở Ukraine và lãnh thổ năm 2014, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi căng thẳng với phương Tây ngày càng leo thang. Đứng trước tình cảnh bị cô lập ở châu Âu, Nga buộc phải tăng cường hợp tác với Trung Quốc và mở rộng ảnh hưởng tới Trung Đông. Tham vọng đưa nước Nga trở lại vũ đài thế giới được ông Putin thể hiện qua quyết định phát động chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria năm 2015. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, Nga thực hiện một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Trung Đông, khu vực Moscow đang dần đánh mất ảnh hưởng vào tay phương Tây. Cuối tháng 2 năm 2022, Nga mở chiến dịch ở Ukraine, động thái bị phương Tây chỉ trích mạnh mẽ và áp thêm lệnh trừng phạt như thiết lập giá trần với dầu, loại Nga khỏi SWIFT, hệ thống thanh toán giữa các ngân hàng thế giới. Trong những tháng đầu chiến sự, Làn sóng trừng phạt chưa từng có từ phương Tây đẩy kinh tế Nga vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, khi đồng rúp lao dốc, người dân ồ ạt rút tiền và loạt doanh nghiệp nước ngoài rời khỏi Nga. Nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng suy giảm do các biện pháp hạn chế từ phương Tây. Tuy nhiên, Nga đã dần thích ứng với các lệnh trừng phạt, chuyển hướng xuất khẩu dầu từ châu Âu sang Trung Quốc và Ấn Độ. Nguồn tài nguyên khổng lồ cũng đang là bệ đỡ vững chắc cho kinh tế nước này. Ưu tiên chi tiêu ngân sách của Nga cũng thay đổi, với quốc phòng được chú trọng nhiều hơn các lĩnh vực khác. Hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Putin tuyên bố nền kinh tế Nga đã phục hồi sau thời gian chống chịu áp lực chưa từng thấy từ phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: "Nhìn chung, có thể nói rằng giai đoạn phục hồi nền kinh tế Nga đã hoàn thành. Chúng ta đã trụ vững trước áp lực bên ngoài ở mức độ chưa từng thấy với những lệnh cấm vận không ngừng nghỉ từ giới lãnh đạo phương Tây và một số quốc gia không thân thiện." Ông chủ điện Kremlin khẳng định GDP Nga đã đạt mức tương đương năm 2021, nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là thiết lập những điều kiện để phát triển ổn định và lâu dài. Tổng thống Nga nói rằng, nhiều chỉ số then chốt của nền kinh tế thể hiện tốt hơn kỳ vọng. GDP Nga từng được dự báo sẽ suy giảm trong năm nay nhưng đã được điều chỉnh thành tăng trưởng 1,2% và có thể đạt mức 2,5 đến 2,8% vào cuối năm. Nhu cầu tiêu dùng và ngành công nghiệp sản xuất cũng ghi nhận đà tăng trưởng tốt. Tổng thống Nga cho hay Nguồn thu ngoài dầu mỏ và khí đốt cao hơn đáng kể so với chỉ số năm 2022. Trong khi đó, doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt trong tháng 7 đến tháng 8 đã hồi phục tương đương mức năm ngoái. Nếu tính đến tình hình thị trường thế giới, đà tăng trưởng chủ động vẫn được duy trì. Sau đó, tháng 11 cùng năm, trợ lý của Tổng thống Putin, Maxim Oretkin nói, Năm 2000, chúng tôi đứng thứ 12, giờ đây chúng tôi đứng thứ 5 thế giới nếu tính theo ngang bằng sức mua, theo Ngân hàng Thế giới. Nếu các bạn nhìn vào 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2000 và bây giờ, rõ ràng Nga đã tăng hạng thực sự trong hơn 20 năm qua, vượt một số nước châu Âu. Trong những năm đầu, ông Putin nắm quyền, thu thập thực tế của người dân Nga tăng nhưng dần trững lại khi kỷ nguyên trừng phạt bắt đầu, lạm phát và lãi suất biến động mạnh. Năm 2003, Nga ghi nhận lạm phát 7,3%, buộc ngân hàng trung ương phải nâng lãi suất mạnh tay lên 16% để ứng phó. Trong hơn hai thập kỷ qua, cuộc sống của người dân Nga chứng kiến nhiều thay đổi tích cực. Số liệu từ Rostat cho thấy, tính đến cuối năm 2023, khoảng 13,5 triệu người dân Nga sống dưới chuẩn nghèo, tương đương 9,3% dân số, giảm so với mức 9,8% năm 2022. Hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Putin đã đặt mục tiêu đưa tỷ lệ người nghèo xuống dưới 7% vào năm 2030. Quan điểm của người dân Nga về an ninh thay đổi đáng kể. Kết quả thăm dò của Gallup thực hiện đầu năm 2006 cho thấy chỉ 27% người dân Nga cảm thấy an toàn khi đi một mình trong đêm tại nơi họ sống, ngang ngửa với quốc gia đứng chót bảng khi đó là chat 24%. Năm 2023, tỷ lệ này là 71%. Andrey Fedotov, 55 tuổi, là người dân thủ đô Moscow nói với AP rằng: "Tất nhiên là có những khó khăn, nhưng chúng liên quan đến tình hình chung trên thế giới. Chúng tôi biết rất rõ điều này, nhưng tôi tin rằng Nga sẽ vượt qua tất cả." Ông Putin 71 tuổi đã đảm nhiệm 4 nhiệm kỳ tổng thống, gồm 2 nhiệm kỳ 4 năm giai đoạn 2000-2008, 2 nhiệm kỳ 6 năm giai đoạn 2012-2024 và 1 nhiệm kỳ thủ tướng 2008-2012. Ông đang tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 5 với tư cách ứng viên độc lập. Bất chấp nhiều thách thức mà nước Nga đang đối mặt cả về chính trị lẫn kinh tế, gần 90% người dân Nga vẫn tin tưởng và ủng hộ ông Putin trong vai trò tổng thống trang CNN nhận định có một điều có thể dự đoán về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra ở Nga. Dù muốn hay không, ông Vladimir Putin, người khiến Nga trở thành quốc gia bị trừng phạt nặng nề nhất trên thế giới, gần như chắc chắn sẽ chiến thắng để tiếp tục nhiệm kỳ thứ năm tại Điện Kremlin và nắm quyền kiểm soát nước Nga nhiều hơn bất cứ lúc nào. Cuộc khảo sát mới nhất do trung tâm Leveda ở Moscow thực hiện cho thấy 86% người dân Nga ủng hộ Tổng thống Putin trước thềm bầu cử tuần này. 75% người được hỏi cho rằng đất nước đang đi đúng hướng, cao hơn 13% so với tháng 9 năm 2023, trong khi 15% phản đối. Khảo sát cũng chỉ ra 73% người dân ủng hộ hoạt động của chính phủ Nga và 21% không tán thành. Khi đang thăm Moscow cùng vợ, anh Dmitry là nhân viên bất động sản 41 tuổi đến từ Cộng hòa Komi ở vùng cực Bắc nước Nga nói. Chúng tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Vladimir Putin. Ông ấy đã khiến Nga trở thành một đất nước tốt đẹp hơn nhiều. Khi được hỏi liệu có cho rằng Tổng thống Putin phải chịu trách nhiệm về việc Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine hay không, Dmitry khẳng định, chúng tôi ủng hộ ông ấy trong vấn đề này, chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi và nếu cần, tôi cũng sẽ ra chiến trường. Đó là một trong rất nhiều ý kiến tương tự của người Nga về ông Putin, cũng như cuộc chiến đầy tranh cãi với Ukraine. Hai năm sau khi bắt đầu chiến sự ở Ukraine, ông Putin đang tự tin hơn bao giờ hết khi lực lượng Nga đang giành lại thế chủ động trên chiến trường và kinh tế nước này trụ vững trước áp lực của phương Tây. Thế nhưng giới quan sát cho rằng, ông Putin cũng sẽ phải đối mặt loạt thách thức trong thời gian cầm quyền tiếp theo nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Hiện tại, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang có nguy cơ kéo dài khi hai bên đều không tạo được đột phá trên chiến trường và xung đột đang chuyển thành cuộc chiến tiêu hao. Nga dường như kỳ vọng quyết tâm của phương Tây trong viện trợ Ukraine sẽ dần phai nhạt, đặc biệt là nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm nay. Đây được đánh giá là một canh bạc đầy rủi ro, nếu phương Tây vẫn duy trì hỗ trợ ngày càng lớn cho Kiev và Trump không tái đắc cử, Nga sẽ đối mặt với sức mạnh tập thể khổng lồ từ Mỹ và châu Âu, cũng như một Ukraine ngày càng quyết tâm hơn. Ngoài ra, cuộc chiến ở Ukraine cũng khiến quan hệ Nga phương Tây lao dốc, buộc Moscow phải tìm kiếm các mối quan hệ khác và trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào các đối tác ở phía đông. Nga đang xích lại gần hơn với Trung Quốc và Ấn Độ nhằm thiết lập thế giới đa cực nhưng hai quốc gia này cũng được hưởng lợi rất lớn từ nguồn dầu mỏ giá rẻ của Nga. Trong vấn đề năng lượng, Nga đã mất thị trường châu Âu tiềm năng do xung đột Ukraine. Moscow đang tìm cách khắc phục bằng cách triển khai ba dự án lớn, gồm xây cửa ngõ khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ, đường ống khí đốt Power of Siberia, hai kết nối với Trung Quốc qua Mông Cổ và mở rộng tuyến hàng hải huyết mạch đường biển phương Bắc NSR. Đây là những dự án quan trọng có thể quyết định khả năng chống chịu của Nga trước các lệnh trừng phạt từ phương Tây và xoay trục thương mại hướng đông nhưng hiện chưa có gì đảm bảo những dự án này sẽ sớm hoàn thành. Về kinh tế, tăng trưởng của Nga đang được thúc đẩy chủ yếu bởi chi tiêu quốc phòng, chi cho quốc phòng và an ninh dự kiến chiếm tới 40% trong ngân sách năm 2024, phần nào ảnh hưởng các lĩnh vực đời sống khác, đặc biệt là lạm phát. Trong thời gian lãnh đạo Nga, tổng thống Putin đã cải thiện đáng kể mức sống của người dân và giờ đây ông cần ngăn nó suy giảm. Nếu tái đắc cử, ông Putin sẽ 77 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống thứ năm. Ông vẫn ít tuổi hơn Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông chủ Nhà Trắng tuyên thệ nhậm chức năm 2021 ở tuổi 78 và vẫn còn nhiều thời gian để thực hiện các chương trình nghị sự của mình. Tình hình chiến trường Nga-Ukraine ngày qua đang có những diễn biến mới đầy căng thẳng. Kênh Military Summary đưa tin, ngày 15 tháng 3, lực lượng vũ trang Nga đã vượt qua được hàng phòng ngự của Ukraine ở Bekdichi, vượt sông Duna và thiết lập quyền kiểm soát ở khu vực Semenivka bằng một cách đầy bất ngờ. Nếu quân đội Nga giành được chỗ đứng, điều này có thể dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn của tuyến phòng thủ này. Kênh Deep State của Ukraine thông tin rằng, Mặc dù lực lượng Kiev đã một phần chặn đà tiến công của đối phương, nhưng vẫn không thể ngăn lực lượng Nga tiến vào Tonenko và khu vực phía bắc Olivka tại tây Abdiivka. Quân đội Nga tiến vào mỗi ngày với tốc độ rất chậm. Đối với Ukraina, việc giữ ổn định chiến tuyến sau vài tuần chỉ biết tháo chạy và rút lui đã trở thành một ưu tiên hàng đầu và họ đã tìm cách khắc phục tình hình. Kênh Suryamaps đưa tin, quân đội Nga trên mặt trận Zaporizhia đã đạt được những bước tiến mới về phía tây bắc về bù về, trong khi đó theo kênh RV Venkori, lực lượng thân Ukraina vẫn tiếp tục hoạt động quân sự xuyên biên giới nhằm phá hỏng cuộc bầu cử tổng thống Nga cường độ giao tranh tại biên giới đã giảm đi đáng kể, nhưng các nhóm vũ trang vẫn thách thức khả năng phòng thủ của Nga thông qua các cuộc tấn công nhỏ và sắp xếp lại để tiếp tục hành động tấn công. Từ ngày 15 tháng 3, các nhóm vũ trang Ukraine ở vùng Belgorod sử dụng lực lượng trinh sát và các cuộc tấn công trực diện với lực lượng nhỏ. Khi đối mặt với hỏa lực đáp trả, họ rút lui với tổn thất mà không cố gắng kiên trì. Dọc chiến tuyến, Ukraine tiếp tục tích cực sử dụng pháo và hỏa lực bắn loạt máy bay không người lái tấn công, Cố gắng làm giảm khả năng phòng thủ trên các vị trí tiền phương của Nga, việc di chuyển trang bị của quân đội Ukraine và các nhóm vũ trang khác vẫn tiếp tục diễn ra tại các khu vực tập trung gần biên giới nhất ở vùng Sami và Kharkov. Không quân lục quân và máy bay ném bom chiến thuật của lực lượng hàng không vũ trụ Nga tiếp tục tấn công, cả bằng bom FAB thông thường dọc biên giới và bằng bom lượn FAB tại những nơi tập trung lực lượng và thiết bị của đối phương ở tuyến sau theo kênh Military Samari ngày thứ ba của trận chiến ở biên giới đã kết thúc và Bộ Quốc phòng nga đã cung cấp những số liệu đầu tiên kết quả cuộc tấn công của các nhóm vũ trang từ ukraine thật đáng kinh ngạc với tổn thất khủng khiếp lên tới 1.500 người trong 72 giờ qua lực lượng vũ trang ukraine chỉ chịu tổn thất lớn như vậy ở hướng Zaporizhia trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, lực lượng vũ trang Ukraine có thể mất tới 20.000 binh sĩ ở biên giới trong một tháng. Theo kênh RIMA, trên hướng Slobojensky, lực lượng Ukraine tấn công vào khu vực biên giới gần Gryvonon ở vùng Bengorod, cố gắng tiếp nối thành công của họ sau khi trực thăng hạ cánh gần Kosinka. Tuy nhiên, các đơn vị Nga đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công và phá vỡ kế hoạch của đối phương. Trong các cuộc đụng độ, các chiến sĩ của lữ đoàn đặc nhiệm số 2 đã hạ gục toàn bộ lực lượng đối phương đổ bộ gần Kosinka, ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga. Lực lượng thân Ukraine một lần nữa cố gắng tiến vào Tetkino ở vùng Kursk nhưng không thể tiến tới vùng ngoại ô của ngôi làng. Quân đội Ukraine không ngừng pháo kích các khu định cư khác trong khu vực bằng pháo bình, mặc dù hệ thống phòng không của Nga đang hoạt động tích cực nhưng một số quả đạn vẫn rơi xuống đường phố và khu dân cư. Thật không may, vẫn có thương vong. Phía Ukraine, Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 15 tháng 3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, trên mặt trận ghi nhận 68 vụ đụng độ quân sự, đối phương phóng 8 tên lửa, thực hiện 57 đợt không kích và 46 đợt tấn công bằng pháo, tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Kupiang, Liman, Avdiivka, Novopaklovs, Marinka, orekhov Zaporizhia ở hướng Bakhmut, Đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công trong khi đó tại hướng Kherson. Trong ngày Nga đã tiến hành 3 đợt xung kích không thành công. Thời gian gần đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội sau khi ông cho rằng khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu không thể loại trừ khả năng cử binh sĩ đến hỗ trợ Ukraine. Một số quốc gia thành viên đã nhanh chóng bác bỏ nhận xét của ông Macron khẳng định các binh sĩ NATO sẽ không đặt chân tới Ukraine. Tuy nhiên, hôm 15 tháng 3, Politico đưa tin Ngoại trưởng Phần Lan Elina Van Tronen đã lập luận rằng theo giả thuyết mọi điều đều có thể xảy ra nếu tình hình trên thực tế xấu đi. Vị Ngoại trưởng cho biết, điều quan trọng là chúng tôi không loại trừ mọi khả năng về lâu dài bởi vì chúng tôi không bao giờ biết tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng đến mức nào bà van Chonen nói thêm tuy nhiên quan điểm của phần lan rất rõ ràng hiện tại chúng tôi không gửi bất kỳ binh lính nào và không sẵn sàng thảo luận về điều đó theo ngoại trưởng van Chonen, các nhà tài trợ của kiev có thể làm được nhiều hơn thế trong việc trang bị vũ khí cho lực lượng ukraine bà cũng chỉ trích mỹ vì đã chỉ hoãn gói viện trợ mới cho kiev nói rằng danh tiếng của nước này đang bị đe dọa Phần Lan là thành viên thứ 31 của NATO mới được kết nạp vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu hồi mùa hè năm ngoái. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước RIA và đài truyền hình Nga Rossiya 1 diễn ra hôm 14 tháng 3, tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là một bước đi vô nghĩa bên cạnh đó nga sẽ triển khai quân đội và hệ thống khí tài phá hủy tới biên giới phần lan sau khi nước này gia nhập liên minh ông putin nói xét từ quan điểm đảm bảo lợi ích quốc gia đây là một bước đi hoàn toàn vô nghĩa đối với phần lan và thụy điển chúng tôi chưa có quân đội ở biên giới phần lan nhưng giờ họ sẽ ở đó chưa có hệ thống phá hủy nào cả nhưng giờ các hệ thống sẽ xuất hiện sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Phần Lan và Thụy Điển quyết định từ bỏ chính sách trung lập để đơn gia nhập NATO. Phần Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo số liệu thống kê, đến nay, tổng giá trị khí tài quân sự nước này viện trợ cho Ukraine khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Sau khi Phần Lan gia nhập NATO, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố thành lập một quân khu mới giáp với quốc gia Bắc Âu này tháng 12 năm ngoái, ông Putin nói, trước đây, khi Phần Lan chưa gia nhập NATO, không có rắc rối nào, nhưng bây giờ sẽ có. Tháng trước, Tổng thống đắc cử Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố sẽ tận dụng tối đa tư cách thành viên mới của NATO và ủng hộ Ukraine không giới hạn. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Alexei Chepa cảnh báo các hành động đối đầu của Phần Lan có thể sẽ bị Moscow đáp trả. Ngày 15 tháng 3, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã yêu cầu Iran không chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga, đồng thời cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu điều này diễn ra. Nhóm G7 ra thông báo: "Nếu Iran cung cấp tên lửa đạn đạo hoặc công nghệ liên quan cho Nga, chúng tôi sẵn sàng phản ứng nhanh chóng và áp dụng đồng loạt những biện pháp mới đáng kể nhằm chống lại Tehran." Động thái diễn ra sau khi phương Tây nhiều lần cáo buộc Tehran đã chuyển giao lượng lớn tên lửa đạn đạo đất đối đất uy lực cho các lực lượng Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Cả Moscow và Tehran đều nhất quyết bác bỏ cáo buộc này. Theo quan chức Mỹ cấp cao giấu tên, một trong những biện pháp trừng phạt G7 đang cân nhắc là sẽ cấm các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia hàng đầu Iran, Iran Air, đến châu Âu. Iran Air hiện có nhiều chuyến bay chở khách từ Iran đến nhiều thành phố ở châu Âu. Quan chức này cho biết, Mỹ chưa thể xác nhận liệu Iran đã chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga hay chưa, nhưng khẳng định Tehran đang tìm cách thúc đẩy đàm phán với Moscow về vấn đề này. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington đã phát thông điệp rất rõ ràng đến Tehran rằng nước này không nên chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Moscow. Hiện giới chức Iran chưa bình luận về thông cáo của G7. Trước đó, hồi tháng 2 năm nay, 6 nguồn tin nói với Reuters rằng Iran dường như đã cung cấp cho Nga một số lượng lớn tên lửa đạn đạo đất đối đất mạnh mẽ khi Moscow đang đẩy nhanh tốc độ chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nguồn tin nói rằng Iran có thể đã chuyển khoảng 400 tên lửa, bao gồm nhiều tên lửa dòng Fateh 110. Các chuyên gia cho biết Tên lửa này có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 300 đến 700 km. Một trong những nguồn tin của Iran cho biết, các chuyến hàng dường như bắt đầu được giao vào đầu tháng 1 sau khi một thỏa thuận được hoàn tất trong các cuộc họp vào cuối năm ngoái giữa các quan chức quân sự và an ninh Iran và Nga diễn ra ở Tehran và Moscow. Một quan chức quân sự Iran giấu tên nói với Reuters rằng dường như đã có ít nhất 4 chuyến hàng tên lửa được chuyển đi và dự kiến sẽ có thêm vũ khí được bàn giao trong thời gian tới. Một nguồn tin khác tiết lộ một số tên lửa được đưa tới Nga bằng tàu thông qua biển Caspi, trong khi một số vũ khí được vận chuyển bằng máy bay. Hồi đầu năm nay, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể sắp mua được số vũ khí đạt đạo tầm ngắn từ Iran. Chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Monterey, ông Jeffrey Lewis cho biết dòng tên lửa Fatet 110 là vũ khí chính xác, đồng thời cảnh báo rằng 400 quả tên lửa này có thể gây tổn hại đáng kể nếu được sử dụng ở Ukraine. Một người phát ngôn của không quân Ukraine nói rằng họ chưa có thông tin chính thức về việc Nga đã mua tên lửa Fatep 110. Ông cảnh báo rằng nếu thông tin trên có thật thì dòng tên lửa đạn đạo này sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine. Nga nhiều lần tuyên bố nền công nghiệp quốc phòng nước này đã có khả năng cung cấp vũ khí cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Moscow đã tăng cường năng lực sản xuất trong nhiều tháng qua và ghi nhận lượng vũ khí tăng vọt. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk nói rằng Nga dường như muốn bổ sung kho tên lửa của mình và thời điểm mà viện trợ phương Tây nhỏ giọt khiến Ukraine thiếu đạn dược nghiêm trọng. Trước đó, Ukraine nhiều lần đề nghị Iran ngừng chuyển UAV tự sát Shahed 136 cho Nga. Ukraine và phương Tây nghi ngờ Nga mua Shahed về, sơn lại thành UAV Geran để thực hiện các cuộc tấn công. Iran hiện sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông với hơn 3.000 quả, theo ước tính của giới chức Mỹ. Tehran cũng đạt được tiến bộ lớn trong phát triển các mẫu máy bay không người lái UAV tầm xa và tên lửa hành trình tấn công mặt đất. Ngày 15 tháng 3, truyền thông đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đã thảo luận về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sau cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở này. Thông tin trên do Bộ Ngoại giao bị công bố sau cuộc họp giữa hai ông Blinken và ông Grossi ở Viên, Áo tuyên bố của bộ trên nêu rõ. Ngoại trưởng Blinken và Tổng giám đốc Grassi đã thảo luận về các vấn đề an toàn, an ninh và biện pháp bảo vệ, bao gồm cả sự hiện diện của IAEA tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo tuyên bố, ông Blinken đã nêu bật sự ủng hộ mạnh mẽ của Washington đối với sứ mệnh xác minh việc không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu của IAEA, bao gồm cả việc giải quyết các vấn đề xác minh còn tồn động ở Iran. Nhà ngoại giao Mỹ cũng lưu ý vai trò quan trọng của IAEA trong việc giúp các nước thành viên phát triển và hưởng lợi từ việc sử dụng năng lượng hạt nhân, khoa học và công nghệ một cách hòa bình nhằm giúp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, bao gồm cả việc giải quyết thách thức về biến đổi khí hậu toàn cầu. Trước đó, hôm 14 tháng 3, Văn phòng báo chí của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát cho biết, quân đội Ukraine đã pháo kích vào cơ sở hạ tầng quan trọng tại nhà máy. Theo đài RT của Nga, trong một video đăng tải trên mạng xã hội, ông Yuri Chernuk, giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã chỉ vào một miệng hố trên mặt đất mà ông cho rằng được tạo ra bởi một thiết bị nổ thả từ máy bay không người lái của Ukraine. Báo cáo cho biết, miệng hố bom chỉ cách hàng rào của nhà máy 5 m và các thùng chứa nhiên liệu diesel có thể được nhìn thấy qua hàng rào trong đoạn video. Nhà máy Zaporizhia được trang bị các máy phát điện diesel dự phòng sẽ hoạt động khi nguồn điện từ lưới điện bị cắt. Các thiết bị trong nhà máy cũng cần được cấp điện liên tục để đảm bảo vận hành an toàn, ngay cả khi các lò phản ứng hạt nhân không hoạt động. Nhưng kể từ khi xung đột nổ ra, tình trạng mất điện thường xuyên xảy ra ở địa điểm này. Ông Trần Lúc giải thích, việc phá hủy những thùng chứa hoặc dò dịch nhiên liệu không chỉ gây ra hỏa hoạn, mà còn dẫn đến thất thoát đáng kể lượng dầu diesel dự trữ. Do đó khả năng sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp của nhà máy sẽ bị giảm đi rất nhiều. Một nguồn tin giấu tên cho rằng vụ đánh bom này là một phần trong chiến thuật đe dọa của Ukraine. Ông Chernuk nhấn mạnh các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vài ngày sau khi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, luôn phiên quan sát viên đọc quân ở đây. Tổ chức này nói với truyền thông Nga rằng họ đã biết về vụ việc nhưng không đưa ra bình luận gì thêm. Sau vụ việc, tình hình ở thành phố Encoda nơi đặt nhà máy điện Zaporizhia đã ổn định. Ngày 13 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố châu Âu sẽ dùng lợi nhuận phát sinh từ gần 300 tỷ đô la Mỹ tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ mua vũ khí cho Ukraine, đánh dấu lần đầu Berlin lên tiếng ủng hộ ý tưởng này. Thủ tướng Đức cho biết, ông cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã nhất trí về một số biện pháp hỗ trợ Ukraine trước Nga. Ông Scholz nói: "Chúng tôi sẽ sử dụng lợi nhuận phát sinh từ tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu để hỗ trợ tài chính cho việc mua vũ khí cho Ukraine." Bên cạnh đó, Mỹ và Vương quốc Anh đang gia tăng áp lực yêu cầu một số nước Liên minh châu Âu đồng ý sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Trước đó, các quan chức Đức và Pháp vẫn tỏ ra dè dặt về việc chuyển lãi suất từ tài sản bị đóng băng vào kho bạc quốc gia hoặc EU vì lo ngại vấn đề pháp lý. Sự thay đổi của ông Scholz sẽ mở đường cho những hành động tiếp theo trong các tháng tới. Mỹ, Nhật Bản và các đồng minh châu Âu đã phong tỏa tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga trong những ngày đầu tiên sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hơn 2 năm trước. Trước đó, hôm 12 tháng 3 tờ Financial Times đưa tin, Ủy ban châu Âu đang thúc đẩy kế hoạch cấp cho Kiev tới 3 tỷ euro, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ, từ những khoản lợi nhuận tạo ra từ tài sản Nga bị EU phong tỏa, trong bối cảnh hỗ trợ tài chính từ Mỹ ngày càng suy yếu. Bài báo cho biết, Bruxelles đang nhanh chóng đưa ra quyết định thu giữ tiền lãi kiếm được từ các tài sản Nga được thu giữ tại công ty thanh toán bù trừ Euroclear, bắt đầu từ tháng 2 năm nay trở đi. Tờ báo dẫn lời các quan chức EU cho biết, Đợt tiền đầu tiên có thể được gửi tới Kiev sớm nhất là vào tháng 7 nếu Bruxelles có thể đảm bảo được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong khối. Đề xuất này dự kiến sẽ được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU vào tuần tới. Phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản nắm giữ của Ngân hàng Trung ương Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine hơn 2 năm trước. Công ty Euroclear có trụ sở tại Bruxelles nắm giữ khoảng 191 tỷ euro, tương đương 205 tỷ đô la Mỹ trong số đó và đã tích lũy gần 4,4 tỷ euro tiền lãi trong năm qua. Theo báo cáo, Bruxelles sẽ giải ngân từ 2 đến 3 tỷ euro tiền lãi do tài sản bị đóng băng tạo ra trong năm nay, tùy thuộc vào lãi suất. Các quan chức EU ước tính rằng tổng lợi nhuận thu được từ các quỹ của Nga do Euroclear nắm giữ có thể đạt 20 tỷ euro vào năm 2027. Vấn đề khai thác tài sản của Nga ngày càng trở nên quan trọng kể từ khi gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine bị quốc hội do Đảng Cộng hòa lãnh đạo trả lại, khiến Kiev phải tìm kiếm các nhà tài trợ thay thế. Hồi tháng trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất sử dụng số tiền thu được để gửi vũ khí tới Ukraine thay vì tái thiết như kế hoạch ban đầu. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell cũng cho biết rằng khối có thể sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí cho Ukraine thông qua cơ sở hòa bình châu Âu, một cơ chế ngoài ngân sách được sử dụng để chuyển vũ khí cho Ukraine. Theo Financial Times, các thành viên khối hiện đang đàm phán về khoản tăng thêm 5 tỷ euro cho quỹ này cũng như các lựa chọn đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Trong ngày đầu tiên diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Nga hôm 15 tháng 3, Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đã thực hiện quyền bầu cử của mình bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến. Theo đài RT, ông Putin đã chọn bỏ phiếu trực tuyến ngay tại văn phòng làm việc của mình trong khu dinh thự Novo Okarirovo gần thủ đô Moscow. Đây là hình thức bầu cử mới, lần đầu tiên được triển khai ở 29 vùng lãnh thổ thuộc Liên bang Nga. Trong đoạn video do truyền thông Nga đăng tải, ông Putin ngồi trước màn hình máy tính đặt tại bàn làm việc của mình, điều hướng giao diện kỹ thuật số và đưa ra lựa chọn chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Hệ thống nhanh chóng xác nhận việc bỏ phiếu của ông đã thành công. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói với truyền thông Nga rằng, tổng thống chọn bỏ phiếu theo cách này vì sự tiện lợi của nó. Trong vài năm gần đây, ông Putin thường chọn hình thức bỏ phiếu này, nhưng đây là lần đầu tiên Nga áp dụng bỏ phiếu trực tuyến cho bầu tổng thống. Cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 với hơn 94.000 điểm bỏ phiếu khắp đất nước, trong đó có cả bốn vùng Nga vừa sắp nhập hồi tháng 10 năm 2022. Đây là lần đầu tiên Nga tổ chức bầu tổng thống trong ba ngày thay vì một ngày như trước đây. Trong ba ngày diễn ra bầu cử, các cử tri Nga sẽ lựa chọn nhà lãnh đạo đất nước trong sáu năm tới từ danh sách bốn ứng cử viên gồm ông Putin, ứng cử viên tự do ông Nikolai Karitonov của Đảng Cộng sản Nga ông Leonid của Đảng Cánh Hữu Dân Chủ Tự Do và ông Vladislav Davankov của Đảng Những Người Mới. Đây là lần thứ năm ông Putin tranh cử nhiệm kỳ mới và được dự đoán sẽ tái đắc cử nhờ tỷ lệ ủng hộ vượt trội các đối thủ. Hãng thông tấn TASS đưa tin, thay vì có mặt trực tiếp tại các điểm bầu cử, có khoảng 4,76 triệu người trong tổng số hơn 114 triệu cử tri Nga đã nộp đơn đăng ký bỏ phiếu điện tử từ xa. Ngay trong ngày bầu cử đầu tiên, hơn 3,5 triệu người đã bỏ phiếu bằng hình thức này. Nhà chức trách Nga cho biết thêm, lúc 20 giờ ngày 15 tháng 3 theo giờ Moscow, ngày bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống đã kết thúc ở tất cả các vùng trên toàn quốc. Tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt 35,4%. Chỉ tính riêng tại Moscow, đã có hơn 2.200 điểm bỏ phiếu trực tiếp, bao gồm cả các điểm dành cho những người không cư trú ở thủ đô trong những ngày này. Trong ngày bầu cử đầu tiên, rất đông cử tri đã có mặt sớm tại các điểm bỏ phiếu. Nhiều người tỏ ra tự hào với cuộc bầu cử một người nói tôi cảm thấy tự hào khi được đi bỏ phiếu cho nhà lãnh đạo của mình đây là một bài học cho con cháu chúng ta trong khi một người khác bày tỏ tôi không bỏ qua bất kỳ cuộc bầu cử nào vì đó là trách nhiệm của công dân và tương lai của chúng ta trong số này rất nhiều người là những cử tri trẻ tuổi một cử tri nói mong muốn lớn nhất của tôi là triển vọng cho tương lai sự phát triển và cơ hội những gì tôi thấy hiện nay là mọi thứ đã trở nên tốt hơn và hy vọng sẽ được cải thiện hơn nữa một thanh niên khác cho biết Tôi sẽ đi bỏ phiếu. Chúng tôi ủng hộ tổng thống Putin. Không ai xứng đáng hơn ông ấy để lãnh đạo nước Nga, bởi chúng tôi hiện đang tiến hành phát triển toàn diện đất nước. Các quan chức Ukraine mới đây cho biết, sáng ngày 15 tháng 3, một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đã đáp xuống khu vực thành phố cảng Odessa, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương. Trong bối cảnh những cuộc tấn công của Nga nhắm vào Odessa gần như hàng ngày trong tháng này, tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố trên Telegram rằng lực lượng phòng vệ Ukraine sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo Nga sẽ phải chịu phản ứng thích đáng từ phía Kiev. Thống đốc vùng Odessa của Ukraine, ông Oleg Kieper cho hay, hai tên lửa Iskander đã được phóng từ bán đảo Crimea đã gây hư hại cơ sở hạ tầng dân sự cũng như hệ thống cung cấp điện và khí đốt ở phía nam thành phố Odessa của Ukraine. Sau khi họ lao vào hiện trường để cứu trợ cho những người bị thương sau vụ tên lửa đầu tiên, một bác sĩ và một nhân viên cứu hộ đã hy sinh dưới vụ nổ của tên lửa thứ hai đáp xuống sau đó. Theo thông tin từ các quan chức địa phương, trong số người thiệt mạng có cả những cơ quan chức năng, bao gồm cảnh sát, trong đó có ít nhất hai sĩ quan cấp cao, cùng với đó là một cựu phó thị trưởng thành phố. Ông Kipper kể lại, vụ nổ rất mạnh, đặc biệt là vụ thứ hai. Đây là một tên lửa rất mạnh phóng từ Crimea trong vài phút. Ông cũng cho biết, một số cư dân hiện đang phải đối mặt với việc cắt giảm nguồn cung khí đốt và điện do những cuộc tấn công liên tục. Bộ Chỉ huy quân sự ở phía nam Ukraine cho biết vụ tấn công đã phá hủy một cơ sở giải trí 3 tầng và ít nhất 10 ngôi nhà dân. Hàng chục nhân viên cứu hộ nỗ lực dập lửa và tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát. Odessa là một trong những cảng lớn nhất của Ukraine, từ lâu đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Đặc biệt là sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian, cho phép vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen một cách an toàn. Trước cuộc bầu cử, Tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 3, Ukraine đã phát triển và sử dụng máy bay không người lái tầm xa để tiến hành một loạt vụ tấn công vào các nhà máy lọc dầu nhằm phản công. Ngày 15 tháng 3, cơ quan an ninh Nga thông báo đã bắt giữ thành công một nghi phạm tại Moscow với hành vi phóng UAV gần các cơ sở quân sự để đánh lừa hệ thống phòng không. Cơ quan an ninh liên bang FSB Nga tuyên bố một công dân Nga đã bị bắt tại Moscow với nghi vấn phạm tội phản quốc. Kết luận điều tra cho thấy, người này đã liên lạc với thành viên cơ quan tình báo Ukraina và một tổ chức dân quân theo chủ nghĩa dân tộc. Theo thông tin từ FSB, nghi phạm đã thừa nhận việc lắp ráp và phóng thiết bị bay không người lái UAV theo sự chỉ đạo của Ukraina trong các khu vực gần cơ sở quân sự của Nga với mục đích tạo mục tiêu giả và gây phân tâm cho lực lượng phòng không. Tuy nhiên, các giới chức Nga không tiết lộ danh tính của nghi phạm. Hãng tin Interfax đưa tin, nghi phạm đã hợp tác với quân đoàn tự do Nga, FRL một nhóm dân quân ủng hộ Ukraine. FSB cho biết người này đã khai vị trí gây án và nơi cất thiết bị được sử dụng. Toàn bộ chứng cứ đã được phát hiện và thu giữ. FRL là một nhóm người Nga phản đối chính phủ Nga và ủng hộ Kiev. ép. Nga cho rằng nhóm này hoạt động chủ yếu tại Ukraine và nhận được sự hỗ trợ vũ khí từ nước này. Trước đó, FRL đã tuyên bố tấn công một số địa phương trên lãnh thổ Nga dọc theo biên giới với Ukraine. Trong khi đó, phát nguồn viên tình báo quân đội Ukraine GUR Andriy Yusov tuyên bố các nhóm dân quân như FRL và binh đoàn tình nguyện Nga RCV không hoạt động theo sự chỉ đạo của Kiev khi thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Các chuyên gia phương Tây cho rằng các cuộc pháo kích qua biên giới và việc xâm nhập lãnh thổ Nga đã buộc nước này phải phân tán lực lượng để đối phó. Họ cũng cho rằng an ninh tại các khu vực biên giới của Nga đã suy giảm, nguy cơ khiến nước này tiêu tốn nhiều nguồn lực để vá lỗ hồng, đồng thời tạo ra sự lo lắng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống. Ngày 15 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin đã cáo buộc Ukraine đã điều động các lực lượng biệt kích, binh sĩ nước ngoài và lực lượng hỗ trợ để tiến hành các cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga, và nhấn mạnh những hoạt động này chỉ nhằm mục đích gây gián đoạn cho quá trình bầu cử Tổng thống và đe dọa người dân Nga tại những khu vực giáp biên giới. Ông cho biết những vụ tấn công này sẽ bị trừng phạt, người dân Nga sẽ càng thể hiện lòng đoàn kết vững vàng hơn trước những cuộc tập kích. So với mức độ tàn phá ở Ukraine, lãnh thổ rộng lớn của Nga nói chung ít bị ảnh hưởng bởi xung đột. Tuy nhiên, thành phố Belgorod, tỉnh Belgorod, Tây Nam Nga, nằm cách biên giới khoảng 40 km về phía Bắc, là một ngoại lệ. Tiếng còi báo động không kích thường xuyên vang lên, gần như mỗi ngày tại thành phố này khiến mọi người phải chạy tìm nơi trú ẩn. Điều này nhấn mạnh rằng không phải ai cũng có thể tránh khỏi nguy cơ bạo lực xung đột từ Ukraine, điều mà cư dân Nga ở đây phải đối mặt hàng ngày. Theo thông tin từ Euronews, Benkorod đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc không kích khi quân đội Ukraine cố gắng làm cho cuộc xung đột trở nên rõ ràng và hữu hình nhất, có thể ngay trên lãnh thổ của Nga. Hồi tháng 12 năm ngoái, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và rocket đã khiến 25 người qua đời và hơn 100 người bị thương tại Benkorod, buộc hàng trăm cư dân phải sơ tán. Chứng kiến vụ tấn công tên lửa ngày 15 tháng 2 trên phố Plekhanov ở Benkorod, ông Vladimir Selenyuk, một người đã về hưu, cho biết việc làm quen với nguy hiểm như vậy không hề dễ dàng vụ tấn công này đã khiến bảy người thiệt mạng đối với cư dân của bengorod sự gián đoạn trong cuộc sống hàng ngày là điều thường xuyên xảy ra và các dấu hiệu của cuộc xung đột luôn hiện hữu tại đây người dân phải thích nghi với việc binh sĩ quân đội xuất hiện trên đường phố và các khối xi măng lớn được đặt tại các trạm xe buýt để bảo vệ người dân khỏi các vụ nổ tiềm ẩn khi có cảnh báo về nguy cơ tên lửa các xe buýt sẽ ngừng hoạt động buộc mọi người phải rời xe và đi bộ các trường tiểu học đã chuyển sang hình thức học trực tuyến, trong khi các trường trung học đang thực hiện một mô hình hỗn hợp giữa học trực tuyến và học tại lớp, tương tự như nhiều cơ sở giáo dục ở Ukraine. Theo thông tin từ đài CNN, vào ngày 14 tháng 3, thành phố Benkorod đã trở thành đối tượng của các cuộc tấn công dữ dội từ máy bay không người lái UAV và pháo kích. Khi cuộc giao tranh ở khu vực biên giới đã kéo dài tới ngày thứ ba, ít nhất hai người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vùng Benkorod. Ngày 12 tháng 3, ba đơn vị được liên kết với Ukraine bao gồm quân đoàn tự do Nga, tiểu đoàn Siberia và quân đoàn tình nguyện Nga RDK, tuyên bố họ đã xâm nhập vào lãnh thổ Nga và nói rằng một chiến dịch đang diễn ra. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã khẳng định đã ngăn chặn thành công âm mưu xâm nhập vào lãnh thổ của Nga ở vùng Benkorod và Kursk. Trong khi đó về phía Kiev, chính quyền Ukraine đã bắt đầu tiến hành sơ tán một loạt cộng đồng dân cư ở vùng Sumy, nằm ở phía bắc của đất nước này gần biên giới với Nga sau một thời gian dài khu vực này hứng chịu các cuộc pháo kích dữ dội. Hãng tin Reuters cho biết, các quan chức quân sự tại vùng Sumy đã thông báo trên ứng dụng Telegram rằng hơn 180 cư dân tại các khu vực gần cộng đồng velikopi Saska giáp biên giới đã được sơ tán trong vòng 3 ngày qua. Các cơ quan chức năng ở Sumy đã từ lâu đưa ra các báo cáo hàng ngày về việc Nga nã pháo vào khu vực này và thông báo các cuộc tấn công tương tự đang gia tăng. Ukraina cũng cho biết các khu vực được đề cập trong báo cáo là một trong những điểm căng thẳng nhất tại Sumy và trong vòng 5 ngày qua đã có 3 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Các quan chức Ukraine cho biết đã sơ tán hơn 4.500 cư dân từ 22 ngôi làng ở vùng Sumy, nhưng không cung cấp thông tin về khung thời gian cụ thể. Khu vực Velikopisatska nằm cách làng Kozinka ở phía bên kia biên giới Nga chỉ vài km. Làng Kozinka thuộc vùng Bengorod của Nga là nơi mà các nhóm vũ trang đã xâm nhập và gây ra thiệt hại đáng kể trong tuần này. Thống đốc Benkorod, ông Vyacheslav Glaskov cho biết, các cuộc pháo kích vào các khu vực dưới sự quản lý của ông vẫn đang diễn ra là một người bị thường. Trước đó, quan chức này đã thực hiện một chuyến thị sát các khu vực biên giới và cho biết không có lực lượng thù địch nào trong khu vực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, Nga sẽ nhận sự đáp trả tương xứng từ lực lượng Ukraine. Ngày 15 tháng 3, Ukraine đã đẩy lùi 54 cuộc tấn công của Nga ở các thành phố Kupiansk, Liman, Avdiivka, tỉnh Donetsk và Novopavlivka, tỉnh Zaporizhia cũng như ba cuộc tấn công ở tỉnh Kherson, tổng cộng có 68 trận giao chiến trên tất cả mặt trận trong 24 giờ qua. Trong ngày, không quân Ukraine thực hiện bảy cuộc tấn công vào khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 15 tháng 3, Nga đã tiến hành 57 cuộc không kích và 46 lần khai hỏa các hệ thống pháo phực lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cử. Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Ngày 15 tháng 3, sau 4 giờ mở cửa các điểm bỏ phiếu trên toàn Nga, Ủy ban bầu cử Trung ương Liên bang Nga công bố tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử tổng thống là 5,47%. Con số này bao gồm cả số liệu từ các cuộc bỏ phiếu sớm dành cho cử tri ở các khu vực xa xôi, khó tiếp cận, diễn ra từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 14 tháng 3. Tại khu vực bầu cử Moscow, hơn 1,3 triệu cử tri đã bỏ phiếu điện tử trong vòng 4 giờ, trong khi hơn 212.000 cử tri đã sử dụng lá phiếu giấy. Liên quan đến việc bỏ phiếu sớm, Ủy ban Nhân quyền Liên bang Nga khẳng định không có sự cố nào được ghi nhận trong quá trình này ở hơn 40 khu vực. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, bà Enla Pamvipola xác nhận gần 2,6 triệu cử tri trên khắp nước đã tham gia bỏ phiếu sớm. Trong ngày bầu cử đầu tiên, bốn phi hành gia Nga trên trạm vũ trụ quốc tế ISS cũng đã thực hiện quyền công dân và nghĩa vụ bầu cử khi ủy quyền cho ông Igor Chifunov, người đứng đầu thành phố Korolev, qua một kênh an toàn của RSC Energia thuộc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos để lựa chọn theo nguyện vọng. Trong buổi sáng ngày 15 tháng 3, đoàn quan sát viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO dưới sự dẫn đầu của Tổng Thư ký Hàng Minh đã thăm 3 điểm bỏ phiếu. Ông Hàng Minh cho biết hoạt động bỏ phiếu đang diễn ra theo kế hoạch và được tổ chức một cách có trật tự. Hiện tại, cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra an toàn, tuy nhiên, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã cảnh báo về một số dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Nhân quyền Liên bang Nga đã thông báo về các dấu hiệu của hoạt động khiêu khích và tấn công vào hệ thống điện tử. Trong một cuộc họp tại Trung tâm Thông tin của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Chủ tịch Ủy ban Pamfilova đã thông tin về một số trường hợp sử dụng thẻ nhà báo giả để tham gia bỏ phiếu tại các điểm ở thành phố Saint Petersburg và một số vùng khác với mục đích thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử được tổ chức trong 3 ngày và áp dụng cả hình thức bỏ phiếu điện tử. Có tổng cộng 4 ứng cử viên tham gia, bao gồm ông Vladislav Davankov từ Đảng Những Con Người Mới, ông Leonid Slutsky từ Đảng Dân Chủ Tự Do Nga, LTPR, ông Nikolai Karitonov từ Đảng Cộng sản Liên bang Nga, KPRF và đường kim Tổng thống Nga Vladimir Putin, người ứng cử với tư cách ứng viên độc lập. Đối với cựu Tổng thống Donald Trump, lòng trung thành thường chỉ diễn ra một chiều, và nhiều người đã từng quay lại với ông hiểu rõ điều đó. Chiến thắng mới nhất trong vòng sơ bộ tại bang Washington vào ngày 12 tháng 3 đã giúp ông Trump đạt ít nhất 1.221 phiếu đại biểu, vượt qua ngưỡng cần thiết để trở thành ứng viên đề cử của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Trong suốt vòng sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump dường như không gặp phải rào cản đáng kể, thậm chí ngay cả với cựu Thống đốc Nikki Haley, người từng tuyên bố sẽ ngăn cản ông nền tảng ủng hộ cho cựu tổng thống dường như vẫn mạnh mẽ, mặc dù ông rời Nhà Trắng trong bối cảnh hỗn loạn cách đây hơn 3 năm và đang đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý. Cơ sở ủng hộ trong Trump không chỉ bao gồm những người ủng hộ từ đầu, mà thậm chí còn có sự tham gia của những cựu đối thủ từng đối đầu với ông. Thống đốc Georgia Brian Kemp là một trong số những cá nhân này. Ngày 12 tháng 3, trong ngày bầu cử sơ bộ ở bang Georgia, thống đốc Kemp đã đưa ra tuyên bố khiến nhiều người bất ngờ rằng ông sẽ ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Ông Kemp nói, Tôi nghĩ ông ấy sẽ tốt hơn Tổng thống Joe Biden. Ông Kemp từng từ chối tham gia kế hoạch đảo ngược kết quả bầu cử của cựu Tổng thống Mỹ tại Georgia năm 2020 và chỉ trích ông Trump vì ông nói rằng kết quả bầu cử ở bang này bị gian lận. Ông không tham gia vào chiến dịch tranh cử cùng với ông Trump trong suốt 3 năm qua. Ông Trump đã chọn ủng hộ cựu thượng nghị sĩ David Perdue để cố gắng lật đổ ông Kemp trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Tuy nhiên, ông Kemp đã đánh bại nghị sĩ Perdue với tỷ lệ ủng hộ 74% và giữ được ghế thống đốc. Tổng thư ký bang Georgia Brad Raffensperger, người phản đối ông Trump, cũng đã đánh bại những ứng viên được cựu Tổng thống hậu thuẫn. Sau khi giành chiến thắng trước nghị sĩ Perdue, ông Kemp đã khuyên cựu Tổng thống Trump nên từ bỏ nỗi ám ảnh về cuộc bầu cử năm 2020. Thống đốc Georgia, người trước đó không bao giờ công kích ông Trump, cũng bắt đầu tung ra những lời chỉ trích với cựu Tổng thống. Nhưng khi chiến dịch giành đề cử đảng Cộng hòa của ông Trump ngày càng thành công, ông Kemp đã rút lại những bình luận tiêu cực. Thống đốc Georgia không phải là người duy nhất quay lại cơ sở ủng hộ của ông Trump. Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell gần đây cũng đã có động thái tương tự. Ngày 6 tháng 3, ông McConnell cho hay, rõ ràng cựu Tổng thống Donald Trump đã giành được sự ủng hộ cần thiết từ cử tri Đảng Cộng Hòa để trở thành ứng viên của Đảng cho chức vụ Tổng thống. Không có gì ngạc nhiên khi với tư cách ứng viên, ông Trump sẽ nhận được sự ủng hộ của tôi. Ông McConnell từng chỉ trích mạnh mẽ cựu Tổng thống về cuộc bạo loạn đổi Capitol diễn ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đồng thời gọi hành động của ông Trump là thiếu trách nhiệm một cách đáng hổ thẹn. Hai người dường như đã không tiếp xúc với nhau trong vài năm qua. Cựu tổng thống cũng đã có những bình luận gai gắt đối với ông McConnell. Hồi tháng 2 năm 2021, ông Trump nói đảng Cộng hòa sẽ không bao giờ còn được tôn trọng hay mạnh mẽ nếu còn được điều hành bởi những lãnh đạo như thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Mitch là một kẻ gian lận chính trị cố chấp, ủ rũ và buồn tẻ. Tuy nhiên, ngày 2 tháng 3, nghị sĩ Cộng hòa tại thượng viện đã tuyên bố hậu thuẫn cho ông Trump. Cuối tháng trước, phó lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, ông John Thune, cũng tuyên bố ủng hộ cựu tổng thống tranh cử ngay sau khi ông đánh bại bà Haley ở bang Nam Carolina. Sau cuộc bạo loạn đồi Capitol năm 2021, ông Thun từng nói rằng nỗ lực của ông Trump nhằm làm suy yếu niềm tin vào hệ thống bầu cử của chúng ta và phá vỡ sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình là không thể tha thứ đáp trả sự quay lưng của phó lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, ông Trump đã chọn hậu thuẫn thống đốc Nam Dakota, bà Kristi Noem để đối đầu với thượng nghị sĩ, người ông gọi là thành viên Cộng hòa trên danh nghĩa và tuyên bố rằng sự nghiệp chính trị của ông Thun đã kết thúc. Thậm chí, ông Thun cũng đã cân nhắc việc nghỉ hưu vì ông Trump. Trong bầu cử Mỹ, việc các quan chức, nghị sĩ hoặc những người nổi tiếng công khai hậu thuẫn một ứng viên có tầm quan trọng lớn, giúp tăng sự ủng hộ cho ứng viên đó. Những tiếng nói ủng hộ từ những người trước đây đã quay lưng với ông Trump dường như càng tạo thêm động lực cho ông trong nỗ lực tái đắc cử vào Nhà Trắng. Thống đốc New Hampshire Chris Sununu cũng đang tìm cách bày tỏ lòng trung thành với ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa dù từng chỉ trích ông Trump quyết liệt. Hồi tháng 4 năm 2023, thống đốc New Hampshire nói Ông Donald Trump là kẻ thua cuộc, ông ấy không chỉ thua một lần, ông ấy chứng kiến chúng ta mất quyền kiểm soát Hạ Viện vào năm 2018, ông ấy đánh mất mọi thứ vào năm 2020. Một cố vấn hàng đầu của cựu tổng thống cho biết rằng, ông Trump đã yêu cầu tìm một ứng viên đối thủ để chống lại ông Sununu trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Tuy nhiên, ông Sununu đã dễ dàng tái đắc cử trong năm đó. Ông thậm chí lựa chọn ủng hộ bà Haley, đối thủ chính của ông Trump trên đường đua tranh để cử Đảng Cộng hòa. Nhưng sau khi bà Haley tuyên bố rời cuộc đua, ông Sununu tuần trước cho biết, "Tôi sẽ ủng hộ ông Donald Trump." Thống đốc New Hampshire Người dự kiến nghỉ hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay đã cho biết ông không hối hận về những lời chỉ trích ông Donald Trump, nhưng ông vẫn nhấn mạnh rằng ông ưa thích cựu tổng thống hơn là tổng thống Biden. Theo các nhà quan sát, dù những thành viên này đều là những người có tiếng nói trong Đảng Cộng hòa, họ cũng khó có thể quay lưng với ông Trump, người có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong đảng và là ứng viên duy nhất cho cuộc đua vào nhà trắng sắp tới. Bình luận viên của Washington Post, Aaron Black cho hay, những gì mà các cựu đối thủ của ông Trump trong Đảng Cộng hòa đang thể hiện cho thấy những nỗ lực tách rời cựu tổng thống đều không mang lại kết quả tốt đẹp. Ngày 15 tháng 3 trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, ông không thể ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa ra tranh cử, mặc dù hai người có một nhiệm kỳ làm việc cùng nhau. Ông Pence nói: Ông Donald Trump đang theo đuổi và đưa ra một chương trình nghị sự trái ngược với chương trình nghị sự bảo thủ mà chúng tôi đã điều hành trong suốt 4 năm của mình. Đó là lý do tại sao lương tâm tôi không thể ủng hộ ông ấy trong chiến dịch tranh cử này. Cụ Phó Tổng thống Mỹ giải thích thêm, trong chiến dịch tranh cử tôi đã nêu rõ quan điểm rằng có rất nhiều sự khác biệt sâu sắc giữa tôi và ông Trump về hàng loạt vấn đề. Ông Mike Pence từng tham gia vào cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, nhưng quyết định rút lui hồi tháng 10 năm ngoái và chưa đưa ra ủng hộ ứng viên nào. Tuy vậy, trước đó ông khẳng định sẽ ủng hộ ứng viên cuối cùng của Đảng Cộng Hòa. Đáp lại tuyên bố của ông Pence, ông Trump nói, tôi đã chọn ông ấy, đã đưa ông ấy làm phó tổng thống, nhưng người trong chính giới có thể không trung thành. Ông Pence từng làm phó tổng thống trong nhiệm kỳ của ông Trump từ năm 2017 đến năm 2021. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ càng trở nên giãn nứt và xa cách sau vụ những người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà quốc hội nổi loạn nhằm ngăn cản quốc hội công nhận ứng viên dân chủ Joe Biden đắc cử Tổng thống vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tháng 6 năm ngoái, ông Pence đã chỉ trích xếp cũ của mình về vụ tấn công điện Capitol năm 2021. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Pence <laughs> cho biết, Tôi tin rằng bất kỳ ai đặt mình lên trên hiến pháp không bao giờ nên trở thành Tổng thống Mỹ, và bất kỳ ai yêu cầu người khác đặt mình lên trên hiến pháp không bao giờ nên trở thành Tổng thống Mỹ một lần nữa. Trong 4 năm đầy biến động của ông Trump ở Nhà Trắng, ông Pence đã nhiều lần bảo vệ cấp trên của mình qua nhiều vụ bê bối. Xong, ông đã hứng chịu sự phẫn nộ của ông Trump và những người ủng hộ ông khi từ chối ngăn chặn quá trình chứng nhận chiến thắng của ông Biden với tư cách chủ tịch thượng viện. Việc một phó tổng thống đối đầu với tổng thống mà mình từng phục vụ dưới quyền trong một cuộc bầu cử là cực kỳ hiếm gặp và điều đó chỉ xảy ra một vài lần trong lịch sử Mỹ. Ngày 15 tháng 3, Nhật Trắng đã phát tuyên bố của Tổng thống Mỹ cho Biden nhân ngày quốc tế chống bài trừ hồi giáo. Trong tuyên bố, Nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi loại bỏ thủ hận và bạo lực nhằm vào người hồi giáo, đồng thời tạo dựng một thế giới tự do tín ngưỡng và an toàn cho mọi người dân. Theo đó, Tổng thống Biden đã đề cập đến vấn đề bạo lực mà người hồi giáo trên toàn thế giới thường xuyên phải đối mặt. Ông cho biết Mỹ đang nỗ lực hết sức để xây dựng một thế giới nơi mọi người thuộc mọi tín ngưỡng và mọi thành phần đều được sống tự do mà không lo bị đàn áp. Ông Biden nhấn mạnh nỗi ám ảnh hồi giáo không có trộm đứng ở Mỹ, song không ít người hồi giáo vẫn đang phải chịu đựng sự sợ hãi vô căn cứ sự phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực trong cuộc sống hàng ngày. Trong ngày kỷ niệm này, ông Biden đã nhắc lại vụ việc ngày này 5 năm trước. Một tay súng đã bắn vào những người đang hành lễ tại đền thờ Hồi giáo Anor và trung tâm Hồi giáo Linkwood ở Christchurch, New Zealand, khiến hàng chục người thương vong. Theo ông, đây là lời nhắc nhở tàn khốc về việc tất cả người Mỹ phải kiên quyết đúng lên chống lại sự kết bỏ người Hồi giáo. Ông cho biết năm 2022, Chính quyền Mỹ đã thành lập ủy ban chính sách liên ngành chống lại tư tưởng bài hồi giáo, bài do so Thái, cũng như các thành kiến và sự phân biệt đối xử liên quan. Hiện tại, Mỹ đang soạn thảo chiến lược quốc gia đầu tiên chống lại các hình thức thiền vị, phân biệt đối xử tôn giáo. Mục tiêu của chiến lược là huy động nỗ lực của toàn xã hội nhằm chống lại mọi hình thức thủ hận, phân biệt đối xử và thành kiến đối với các cộng đồng hồi giáo, đạo Sikh ở Nam Á và người Mỹ gốc Ả Rập. Đồng thời nâng cao nhận thức về di sản và những đóng góp vô giá của cộng đồng người hồi giáo cho nước Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang đẩy mạnh tăng cường an ninh cho các đền thờ Hồi giáo và những nơi thờ cùng khác, nỗ lực ngăn chặn các hành động tội ác nhằm vào các cộng đồng dễ bị tổn thương, tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia chống chủ nghĩa bài do Thái và thúc đẩy sáng kiến của Nhà Trắng về bạo lực có động cơ thủ hận. Tuyên bố nhân ngày quốc tế chống bài trừ Hồi giáo của Tổng thống Biden đã thể hiện rõ những bước đi cụ thể của Mỹ trong việc nỗ lực tạo dựng một môi trường sống bình đẳng cho mọi người dân thuộc các tôn giáo khác nhau. Ông Biden thừa nhận mặc dù những nỗ lực này chưa thực sự được như mong đợi, nhưng chính quyền của ông chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Nhân tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, Tổng thống Biden và phu nhân gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những người Hồi giáo trên khắp thế giới, đồng thời tái khẳng định cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để chấm dứt sự thù hận và chủ nghĩa bài Hồi giáo. Hôm 15 tháng 3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lần đầu tiên sử dụng chiếc limousine bọc thép Aurus được tổng thống Nga Putin tặng để tới dự lễ khai trương trang trại nhà kính căng đông và giám sát tập trận. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời bà Kim Dô Dông, là em gái ông Kim Jong Un cho biết, tính năng đặc biệt của chuyên xa rất hoàn hảo và hoàn toàn đáng tin cậy. Việc lãnh đạo Kim Jong Un sử dụng xe do tổng thống Nga tặng là minh chứng cho tình hữu nghị Triều Tiên Nga đang phát triển toàn diện trên tầm cao mới. Bà Kim Dô Dông đồng thời đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Moscow. Tuy nhiên, truyền thông triều tiên không công bố hình ảnh ông kim jong un đi trên xe hồi tháng 2 năm nay chiếc ô tô tổng thống vladimir putin tặng lãnh đạo kim jong un đã được phía nga chuyển cho bà kim jong Dô bà kim jong Dô khi đó cho hay món quà là minh chứng cho mối quan hệ cá nhân đặc biệt giữa hai lãnh đạo triều tiên không công bố ảnh cũng như thông tin chi tiết về chiếc xe không rõ xe được chuyển từ nga tới triều tiên bằng cách nào điện kremlin xác nhận đó là phiên bản của mẫu limousine aurus senat hạng sang mà tổng thống nga vẫn sử dụng Hồi tháng 9 năm ngoái, khi ông Kim Jong-un thăm sân bay vũ trụ Nga Vostochny, Tổng thống Putin đã giới thiệu cho ông Kim chiếc limousine Aurus Senat và mời ông cùng ngồi thử trên mẫu xe do Nga sản xuất này. Chiếc Aurus Senat của Tổng thống Putin là phiên bản limousine của dòng sedan vốn được Nga đầu tư hơn 189 triệu đô la Mỹ kể từ năm 2013. Các mẫu xe của Aurus do Viện Nghiên cứu Khoa học và Động cơ Otonami, cơ quan trực thuộc nhà nước, nghiên cứu và phát triển với hợp tác cùng công ty Solar JSC Nga. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết, món quạng Putin tặng ông Kim Jong-un có thể vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cấm cung cấp hàng hóa xa xỉ, trong đó có ô tô cho Triều Tiên. Theo KCNA, chiếc ô tô Tổng thống Nga tặng là món quà sử dụng cho mục đích cá nhân. Ông Kim được cho là người đam mê ô tô, ông từng sử dụng một số xe hơi sang trọng, bao gồm nhiều mẫu xe Mercedes, một chiếc Lexus và một chiếc Rolls-Royce Phantom. Cùng ngày 15 tháng 3, ông Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát buổi diễn tập tác chiến trên không của quân đội nước này. Theo sát bên ông trong buổi diễn tập là cô con gái 11 tuổi Kim Jong-a. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tỏ ra hài lòng với mức độ sẵn sàng tham chiến của quân đội nước này. Tuy nhiên, ông Kim không quên nhấn mạnh toàn quân tiếp tục rèn luyện để thích nghi với mọi loại địa hình, thời tiết, thời gian và các điều kiện chiến đấu khắc nghiệt khác. Hình ảnh KCNA cung cấp cho thấy hai cha con ông đã theo dõi buổi diễn tập một cách rất vui vẻ ông Kim đã ít nhất một lần dùng ống nhòm chỉ cho con gái những điểm thú vị trên thao trường. Buổi diễn tập trên diễn ra chỉ ít ngày sau khi cuộc tập trận chung thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ kết thúc hôm ngày 14 tháng 3. Nếu việc cáo buộc Nga gây nhiễu tín hiệu vệ tinh của máy bay chở Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh, Grand Sharp đột xác nhận đây sẽ là một hành động mới nhất từ Moscow, thách thức những lần danh đỏ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo đó, ngày 14 tháng 3, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay, Máy bay chở ông Sub từ Ba Lan về Anh đã bị gây nhiễu tín hiệu khi di chuyển qua lãnh thổ Nga. Nguồn tin cho hay, tín hiệu vệ tinh GPS đã bị chặn khoảng 30 phút khi máy bay của ông Sub đi qua vùng Kaliningrad của Nga. Điện thoại di động cũng không thể kết nối internet trong thời gian này. Tổ bay đã buộc phải sử dụng các phương pháp thay thế để định vị. Theo nguồn tin giấu tên của Bộ Quốc phòng hành, không quân Hoàng gia đã sẵn sàng chuẩn bị để đối phó với vấn đề này. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng những sự kiện như vậy có thể tạo ra rủi ro không cần thiết đối với máy bay dân sự. Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Anh và Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Vụ việc không phải là lần đầu tiên cũng không phải là nghiêm trọng nhất khi một bộ trưởng thành viên NATO đối mặt với nguy hiểm do hành động quân sự của Nga. Tháng trước, một tên lửa của Nga đã phát nổ ngay gần đoàn xe của Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis khi ông đang ghé thăm thành phố cảng Odessa của Ukraine cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nga đã nhiều lần tuyên bố rõ sự hiện diện của những nhân vật quan trọng ở Ukraine không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự của họ. Hồi tháng 4 năm 2022, Nga đã tiến hành cuộc tập kích vào thủ đô Kiev của Ukraine giữa lúc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang thăm thành phố này. Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, Nga đã tiến hành các cuộc tập kích vào Kiev, mặc dù một số nhà lãnh đạo châu Âu đang có mặt ở đây. Nga cũng đã cảnh báo rằng bất kỳ cố vấn quân sự hoặc vũ khí nước ngoài nào có mặt ở Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của họ. Moscow nhấn mạnh, nếu NATO triển khai quân vào Ukraine, điều này có thể gây ra một cuộc chiến hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24 tháng 2 2022 với tuyên bố nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa chính quyền Kiev. Ngày 15 tháng 3, trong bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Putin khẳng định quân đội Nga đang từng bước đạt được các mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch này, giành thế chủ động trên chiến trường. Trước đó, ông cho biết Nga đã sẵn sàng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine nếu có được các đảm bảo an ninh và bất cứ cuộc hòa đàm nào đều phải dựa trên tình hình thực tế. Tuần này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev đã nêu công thức hòa bình của Nga, trong đó yêu cầu Ukraine phải đầu hàng, bồi thường thích đáng cho Nga, công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với lãnh thổ Ukraine.